mọi người, hiện tại thì Ngọc đang đứng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai và ở đây đang là ngày đầu tiên mở bán siêu phẩm Galaxy S20, S20 Plus và S20 Ultra để xem thử là không khí cửa hàng như thế nào nha. Ok, cùng Ngọc vào bên trong. Vậy là thứ nhất là anh chọn là thiết kế, thứ hai là camera là cái tính năng mà anh cần thiết. Dạ, em cảm ơn anh. Vậy tại sao là anh lại chọn cái thời điểm mới ra mắt để mua sản phẩm hả? Thì em thấy cái mức giá mà nó có nhiều ưu đãi á, anh thấy là nó phù hợp. Dạ. Vậy cho em hỏi là tại sao anh lựa chọn Bạch Long Mobile là cái điểm lựa chọn thành nơi mà anh muốn mua sản phẩm Samsung Galaxy S20 Ultra ạ? Thì cái cửa hàng này thì nó nằm gần nhau, dạ, nên ra nó tiện. Dạ. Em cũng cảm ơn anh và chúc anh là có một ngày vui vẻ. Dạ em chào anh ạ. Dạ cho em hỏi là anh tên gì anh ha? Anh tên Đức. Anh ở đâu ạ? Anh ở quận 2, anh làm việc ở quận nhất. Dạ. Cho em hỏi là anh đang mua sản phẩm gì anh ha? Anh mua S20 Plus. S20 Plus, dạ. Được biết là hôm nay là ngày mở bán đầu tiên và anh là một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm Galaxy S20 Plus. Vậy cảm nhận của anh về cái chiếc điện thoại của mình như thế nào anh ha? Nói chung anh thích, tương đối đẹp. Tính năng mới thì cũng nhiều, màn hình rất là đẹp, camera nghĩ là đẹp hơn những sản phẩm trước rất nhiều. Dạ đúng rồi. Vậy thì anh thích thiết kế nè, về phần camera cũng như là những cái tính năng của nó. Dạ, là một trong những người đầu tiên thì anh cảm thấy cái cảm xúc của mình như thế nào? Anh rất vui. Dạ rất vui. Chắc là ngày mai, ngày mốt khi anh dùng thì bạn bè anh sẽ hỏi. Dạ. Đấy là lý do mà anh nhận sớm. Dạ. Vậy anh cảm thấy không khí của cái buổi hôm nay như thế nào anh? Anh cũng tương đối bất ngờ khi mà cũng có rất nhiều người đặt S20 vào thời điểm này. Dạ. Chắc là mọi người cũng như anh nên là cũng đều hào hứng nhận sớm. Dạ. Em thấy là có một cái sự hào hứng ở trong anh. Khi nào nhận sản phẩm mới cho hào hứng. Dạ. Cái sản phẩm Samsung Galaxy S20 Plus này là sản phẩm đầu tiên anh xài sử dụng điện thoại của Samsung hay là? Không, trước rồi anh dùng Samsung rất nhiều. Dạ. Tức là anh tin dùng Samsung. Nói chung là anh dùng với Samsung quen, rất là quen rồi. Dạ. Sản phẩm gần đây nhất thì anh dùng vừa rồi là Note 9. Note 9 thì anh cũng dùng được hơn 1 năm rồi nên là anh cũng đến lúc là phải lên đời. Dạ,
Dạ. À, tại vì em thấy là cái cảm giác mà xài Note 9 á, thì nó sẽ hơi khác một chút với S20 Plus tại vì nó không có S Pen. Ừ. Dạ. À, nhưng mà nó sẽ có những cái khác như là những cái cải tiến về cái camera của nó. Dạ. Ừ, cũng như là chúng ta sẽ có cái phần thiết kế nó thay đổi. Ừ. Anh có ngại khi mà cái thiết kế của nó hơi giống với lại chiếc điện thoại Galaxy A71 không anh? Đấy là vấn đề đấy, đấy là vấn đề. A71 thì anh cũng xem qua, nói chung là gần xem như nhau, kích cỡ màn hình cũng như nhau. Dạ đúng rồi. Rồi cụm camera cũng có vẻ giống nhau. Dạ. Màu sắc cũng gần giống nhau. Dạ. A71 thì là sản phẩm tổng chung. Dạ. Nhưng mà nói chung là cầm lên mọi người cũng nhận ra mà nhưng mà là không. Dạ. Nếu mà màu xám anh lựa cho màu xám là nó Là cũng là màu khác. Dạ đúng rồi. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều. Em chúc anh là có những cái ký ức đẹp với nhau. Đúng không anh? Cảm ơn em. Mình thấy nó công nghệ mới, thấy đọc báo rồi mình biết mình mua thôi. Dạ. Chú có hài lòng với lại cái sản phẩm của mình không chú? Hài lòng, mình cũng có tham khảo trên báo rồi. Dạ. Cũng thông tin thì kia rồi. Dạ. Rồi mình đặt mình mua. Dạ. Đặc điểm nào của chiếc điện thoại là làm chú thích nhất ạ? Thì nói chung là Samsung cái chú xài rồi. Dạ. Chú xài cái dòng S8 rồi. Dạ. Thành ra là chú thích cái dòng Samsung mà chú thích thì chú xài thôi chứ ơi. Đặc điểm gì thì nó cũng có sẵn trong hệ thống, trong máy thì mình xài thôi. À, chứ dạ. Không có gì thích nhiều tôi thích. Dạ. Vậy là chú là một người rất là tin dùng sản phẩm của Samsung đúng không? Samsung có tại có xài cái S8 mà. À dạ con cảm ơn chú ạ. À. Chú cảm thấy buổi không khí ngày hôm nay ở cửa hàng mình như thế nào chú? Thì cũng náo nhiệt thì cũng đang mua sắm vui vẻ rồi. Dạ vui nhất là lúc mà mình được là một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm Galaxy S20 Plus đúng không chú? Dạ đúng. Dạ dạ con cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Dạ con cũng chúc chú ngày hôm nay và sau này thì chú cũng có những cái ngày vui vẻ như vậy, cũng như là cùng Samsung Galaxy S20 Plus mình ghi thật là nhiều khoảnh khắc và cùng trải nghiệm nhiều khoảnh khắc hơn nữa.